Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Ren đây. Ok, và hôm nay thì chúng ta sẽ review nick của bạn có nickname là Gai. Gai ở đây thì không không biết là tên là gái hay là Kai, Kai đấy, Kai and Girl kiểu kiểu vậy. Nick của bạn này đã lên tàu được 902 ngày, lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày mùng 5 tháng 11 năm 2017. Ô, từ từ nhá, để mình xem là hôm nay là chúng ta đã cập nhật lên. Ố, bây giờ hiện đang ở bên server chung thì là đang là tuần thứ mấy ta? Tuần cuối rồi hả? Hay là như nào? Kiểu lâu rồi mình cũng không có vào ấy. Ok, thế cứ để xem sao. Dạo này cũng quên mất series review à? Review tuần thứ 5 với tuần thứ 6 mọi người ạ. Tại vì đúng đúng thật là tuần vừa rồi ấy, mấy ngày vừa rồi là mặc dù là chưa có beta của phiên bản 7.0 nhé, có lâu mới có beta cơ, nhưng mà chúng ta đã được nhá hàng phiên bản Honkai Impact 2 phần 2. Đây người ta cũng nói, để bên CMC cũng nói luôn là buổi công bố đầu Honkai Impact 3 phần 2, quá nhiều thứ, xong rồi còn có cả trailer của phiên bản 7.0 nữa. Trong trailer đấy thì có xuất hiện bóng dáng của một nhân vật quen thuộc, đó chính là Grisel. Trời ơi, Grisel đã lớn rồi mọi người ạ. À, các bạn đã xem chưa? Mình vẫn chưa có xem cái PV tuyên truyền đấy, nhưng mà thấy có nhá hàng là có Grisel rồi. Eo ơi, bị khả năng cao là 6. Đợi mình nhớ lại xem là 7.1 là ra nhân vật nào ta, mình không nhớ chính xác. Nhưng mà hình như là 7.0 thì là ra Teresa, còn chắc là 7.1 thì sẽ là Grisel đấy. Ui, phải gọi là hết nước chấm luôn. Thật sự là riêng một cái tạo hình của Grisel thôi, đấy là theo cảm nhận của mình nhé, riêng tạo hình của Grisel là nó đã ăn đứt tất cả những cái nhân vật ở trong Honkai Impact 3 phần 2 luôn. Có nhiều bạn thì mình thấy đọc comment thì đa số là mọi người chê đa số nhé, đa số là mọi người chê, từ nói chung là mọi người chê gần như là tất cả của từ cốt à, con cốt truyện thì chưa có, kiểu tạo hình xong rồi có cả giao diện, có bạn cũng chê cả giao diện nó cũng xấu. Còn theo mình thì mình thấy cũng 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 được mà, đâu đến nỗi là xấu lắm đâu. Nhưng mà kiểu như là cái vấn đề mình đang nhận ra đó chính là, ủa thế là mình mất hết cầu tàu đúng không? Mình mất hết cái cầu tàu mình đang dùng này, cái cầu cầu tàu này hay mấy cái cầu tàu khác là chắc là mình cũng mất hết đúng không, bởi vì nó thay đổi giao diện hoàn toàn mà. Đó, nói chung là tóm cái về lại vẫn là tạo hình của Grisel và chuẩn bị Grisel có giáp mới luôn. Eo ơi, cái bộ đầm nó đẹp vãi, đúng là kiểu nhân vật chính trong cốt truyện nó phải khác mọi người. Cái đầm nó quá đẹp. Cái đấy thì thấy có các bạn bảo là giống với lại cái bộ của Hunter Origin. Không, kiểu là nó có một vài chi tiết giống cái bộ của Hunter Origin thôi, nhưng mình thấy đẹp thật, đẹp. Nha, Grisel phiên bản trưởng thành này với lại Terry phiên bản trưởng thành thì phải phải công tâm để mà nhận xét, đó chính là Grisel phiên bản trưởng thành đẹp hơn. Xin lỗi mấy ông sim Terry, nhưng mà thật sự là đối với mình thì mình thấy Grisel đẹp hơn hẳn luôn, đẹp đẹp hơn kiểu kiểu sao nhỉ, không biết phải miêu tả kiểu gì, nhưng mà đẹp vãi luôn, quá là tuyệt vời. Nhưng mà mình ước gì đấy là nhân vật SP, bởi vì nếu như là nó là DPS thì mình sẽ skip. Ai, nhưng mà em đẹp thật, em đẹp thật đúng không mọi người? Mọi người comment xuống bên dưới để cho mình biết cái. Đó, ôi trời ơi. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nick của bạn này. Nick của bạn này thì đã lên tàu được cái gì 900 mấy ngày và có nạp thì tháng 21 ngày kìa. Và nick của bạn này thì có nạp 2240 pha lê, 2200 thì nó chả thấm ở đâu. 900 mấy ngày. 900 mấy ngày thì là một khoảng thời gian cũng khá là dài rồi. Cũng nếu nhưng mà thanh niên này thì cũng không có nào, cho nên là để xem là tùy thuộc vào nhân phẩm. Ở đây thì bạn ấy chưa có hơi chưa siêu tiền này, chưa có Dream Cover, hơi chưa Vanity, Mobius. Trong đây thì cũng có một vài nhân vật đang ở trong meta, những nhân vật khá là quan trọng thì bạn này lại chưa có, chắc là cũng hơi vật vã đối với một số bot đấy. Với lại nick của bạn này thì đã lên level 88 rồi, vậy là bạn này đang ở khu X-Diamond. Ok, chúng ta sẽ sâu từ bé kia ra trở đi. Đối với lại một thanh niên chơi game cũng khá là lâu, à đâu, để xem cái chìa khóa thần của bạn này. Thanh niên gì cũng không có nào, cho nên mình nghĩ là chìa khóa thần cũng không có nhiều đâu. Úi dồi ôi, chìa khóa thần cộng 66, tiểu đội gia viên cộng 65. 66 là một con số quá thấp, bạn này không hề có chìa khóa thần luôn. Vậy cho nên là lực tấn công của nhân vật chắc chắn là sẽ rất là đần. Để xem nào,
Ở đây thì Herschel Flemington tấn công 1.400 ở mức rank S1, cầm vua đất rực đỏ với lại Fulgence Murata Himiko. Herschel Flemington thì ở S1 và cũng full gear rồi, một Valkyra DPS khá là ổn. DPS lửa Herschel The Void, đây là Brazier và có bé Herschel Kiana cái gì? Cái gì? Herschel Fnatic, Fnatic thì bạn ấy chỉ có mắm tôm. Thế thì team trừ Herschel của bạn này là tắt điện luôn. Origin, kể cả Origin bạn này cũng full gear thì cũng chẳng lẽ làm ơ chỗ Origin làm DPS điện à, hả? Cái này thì mình không có khuyến khích đâu nha. Hình như mình nhớ không nhầm là con boss của hơi từ Origin là cái con trâu ấy mọi người. Mọi người còn nhớ cái con trâu không? À đâu, cái con nai sừng tấm hay là con trâu gác bếp ấy. Thì nó một đi nó không trở lại. Một đi không trở lại, đúng từ đấy bây giờ mình chưa thấy nó mở một vực cái con vực con trâu đấy là nào luôn. Đấy mọi người thấy không? Chúng ta có con bot đấy này với lại một bot bot Gavin này cũng một đi không trở lại luôn. Trước kia thì chúng ta có bot của hơi Auto Apocalypse ấy. Đến dạo gần đây thì chúng ta có quá nhiều DPS hoặc là với lại support vật lý cho nên bot Auto Apocalypse mới quay trở lại, còn nếu không nó cũng một đi không trở lại luôn. Có rất nhiều con bot bút bản nhá, mọi người nhớ không? Bot của Kira nó cũng chưa từng xuất hiện luôn đó, mọi người để ý nha. Những con bot mà nó bút bản ấy, những cái bot riêng ấy thì nó sẽ thường thường nó xuất hiện đúng một lần duy nhất, từ sau đấy về sau là gần như là không thấy luôn, không thấy nữa luôn, nó chỉ xuất hiện trong MA thôi. Đấy cũng là một cái kiểu cái game này nó hay như thế. Ok, hơi dàn mây thì nó sẽ là như thế. Và bây giờ thì sẽ đến với Boronia. Boronia thì bản này cũng có hơi chụp chút à, hơi chụp Brisson rank S này, không có Elena Star The Woods và có Fullset Willow. Fullset Willow full gear cũng may mắn khi mà Fullset G4, nhưng mà được cái là cũng máu của chủ thần rồi, phải làm sao rồi không làm sao hết, hai bước rank 2S thì cũng cất vô chuồng gà. Ở đây thì hơi chụp chút của bạn này có cây chấn và Fullset gear. Ok, bạn này có cả hơi chụp Origin full gear và hơi chụp chút full gear. Vậy thì mình nghĩ là team lửa với team điện của bạn này sẽ khá là được. Himiko, Himiko, ok, Himiko không có nhân vật nào tỏa sáng cả, không có một ngôi sao nào một sáng hết. Dàn Teresa cũng vậy. Fuhua là sao? Fuhua với mặt đăng tâm level 1 luôn. Level 1. Hơi trời xuyên tiền cũng không có. Nick của bọn này có vẻ là hơi hơi mèo méo meo mèo meo nhỉ. Rana. À, PP 7.0 là chuẩn bị có cây chấn của Spinarak với lại Serana được cho vào Battle Pass đấy mọi người. Ai có ý định roll không? À, ai có ý định đổi không? Chứ mình là mình cũng được. Mình đang thiếu cái mid. Tính ra nếu như mình đổi cái mid cũng được. Bởi vì phải nạp à phải nạp ờ đúng rồi, phải nạp BP thì mới đổi được mảnh Siren cơ. 7.0 là chúng ta sẽ có Siren ở trong Battle Pass đấy. Đào Thị và Lê Thị, chị em Alin, Sele. Đây mà đã có hơi chụp reverse rồi. Hơi chụp reverse cầm chấn của FR. Không có chấn. Bạn này thì tạch mất chấn rồi và Ron được ra mỗi cái mid không. Vậy là được cái là Ron được nhân vật nhưng mà không có Rondo. Vậy thì có thể là để dành crit để đợi đến phiên bản 7.0 là chúng ta sẽ roll rất là nhiều nhân vật, sẽ có banner tiếp tế tự chọn và có thể roll hơi chụp reverse trong cái banner đấy. Fit được ban đêm với lại phun ra quang nhân G Elysia và lý S1 này, hoa của quá khứ thơ tình và phun ra Elysia. Bây giờ mọi người đã để dành được bao nhiêu crit rồi? Nick của mình để dành được 11.000 rồi. Vậy là sắp tới chắc chắn là mình sẽ phải có hơi chiều reverse full gear. Nếu như may mắn thì có thể là sẽ có thêm cả set chân phải của hơi chiều sentient, set GK mới cái con cục gạch cái chúng sinh bình đẳng nhưng mà Fuhua thì thượng đẳng. Elysia Pristine 1360 và kiếm Ego một Valkyria quốc dân, DPS băng đó, Raven. Ok, cần bé nào không? Caron Vesper, Paldo Ferris, Aponia. Aponia có đồ không? Aponia chưa luôn. Eden. Wow, rồi nick này từ có thể mình có sâu xong chứ nhá. Eden thì bạn ấy có cây Echo Paradise với lại full set hander rồi, với lại ở mức rank 2S. Đây còn bé Grisel, đây đây là GR Grisel Loli sau khi trôi dạt trong
vũ trụ 50.000 năm. Không, mình thấy mọi người nói thế đấy, chứ mình chưa xác thực là câu chuyện này nó có đúng hay không. Bởi vì một người skip cốt truyện như mình thì chịu thôi, bó tay luôn. Tất cả những gì thì chỉ là nghe đồn, chỉ là nghe đồn mà thôi. Bà ấy đã phun sắc lên rồi nhưng mà không có cây Elixir cha nên lắp tạm cây cánh diều than thở. Người đi sâu mà không có trấn nó rất là đần, nó rất là chán đời. Mặc dù nó cũng sắp còn ok nhưng mà nếu như mà có trấn và phun gear thì sẽ rất là ngon luôn, giống như cả con bé lý thường. Không, bất kỳ và kiểu SP là cũng thế, không có trấn thì nó sẽ rất là đần luôn. S2 này lý thường thì cũng phun gear rồi, một Valkyra support cho team băng AI. Mọi người để ý nhé, cái con cái AI nó cầm cái trấn của nó rất là to luôn, nó to vãi, mọi người thấy không? Rất là vô lý, trong game này rất là nhiều thứ vô lý. Trong khi ai nhỉ, con mèo cầm thì nó có một tí thôi nhưng mà con AI cầm thì nó to to bự luôn. AI thì bạn này nó cũng méo cái trấn luôn, vậy là thọt, chắc chắn thọt rồi, không không phải bàn cãi gì nhiều. Là gì? Susanna cũng không. Ôi rồi Dreamweaver và Prometheus có đồ không? Prometheus thì bạn này thiếu mid, đã roll được ra trấn và mid boss nhưng mà không có, top boss nhưng không có mid. Tại sao nhỉ, một Valkyra tiếp tế hoàn trả như thế mà sao không cố gắng để full gear đi? Why? Được nha, bé Kira của bạn ấy đã có trấn và mid boss rồi. Thiếu top. Ui, top mid thiếu boss, hình như là cái boss là nó quan trọng nhất hay sao ấy, hình như không nhầm như thế. Mặc bộ vết thánh HCTH đúng rồi, cái boss là cái quan trọng nhất thì bạn này lại không có. Su su vãi luôn, su cà na luôn, bởi vì ấy, cái set này nó chỉ kích hoạt được khi mà có cái boss thôi, mọi người thấy không? Kích hoạt khi mặc bộ vết thánh hát, lúc nào nó cũng kèm theo là mặc bộ vết thánh như này. Khi bản thân mặc bộ vết thánh hát, kích hoạt hiệu quả này cùng nhảy HP bla 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 các thứ, mất dạy, rất là mất dạy. Siren Siren S0 và đã roll được ra cây Polar Star top bot, và bạn này có cái bạn đang thiếu mid nên là đang lắp tạm cái mid Thales được, khi mà đã 3/4 rồi. Và bạn này cũng có trước full gear. Nick của bạn này thì có Siren 3/4 và hơi trước trước full gear, mỗi tội AI không có đồ thì không sao. Như thế thì team Siren của bạn này cũng khá là ổn, nhưng mà một cái không ổn nữa đó là bạn ấy lại meo có bất kỳ một con trận chiến nào cả. Kho vũ khí thì có 4 5 6 7 8 9 10 11 12 à, lộ lộ 5 5 cây sắt vàng và rất là nhiều cây chưa có đột phá siêu hạn. Set vết thánh thì bạn ấy đã có một set toàn 3/4 rồi, 3/4 này, 1/4 này, 3/4 này, 3/4 này, có mấy hơi chiều Barahim là full gear này, trước full này, 3 là Willow, 4 thần châu kiếm, 5 pristine, 6 Kazene, 7 Ender, 8 Rana, 9 Silver Wing, 10 là Aslog, 12, 13 Mototai Miko, 14 Quang Nhân Ji, 15 Iren, 16. Bạn ấy chỉ có 15 set full thôi, trong đấy thì có rất là nhiều set 3/4. Đúng, bởi vì nông dân thì sẽ trong tình trạng như thế. Nông dân thì hầu như mình thấy là toàn 3/4 thôi. Được xem nào. Tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 14,90% ở trong MA và ở vực thì đang vực đau khổ 3. Ôi giời. Cũng đúng, bởi vì một là nick này là bạn ấy không có nạp. Mặc dù là đã chơi game cũng khá là lâu nhưng mà chắc là nhân phẩm nó hơi bị nhân phẩm hơi củ chuối cho nên là không có roll được ra quá là nhiều Valkyra. Hơn nữa thì có rất là nhiều nhân vật thì cũng chỉ dừng lại ở 3/4, hơi chờ ập finality và nó cũng chẳng có luôn. Vậy định về bạn này á, nick của bạn này thì mình nghĩ là bây giờ sẽ đầu tư cho những nhân vật SP chắc chắn rồi, và nếu như có điều kiện thì có thể roll hơi chờ finality full gear cho team, chưa hơi hơi chờ chiều hơi chờ nữa là ổn ổn rồi lia. À không, ý là ổn thật đấy, không ổn nói gì ở đâu đó. Nói chung là cứ như là SP là chơi, cứ chơi SP thôi, chả cần gì nhiều. Kể cả bây giờ cái tin băng của mọi người ấy, này cầm hơi hơi chờ hơi chờ human, à không 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 cần hơi chờ human, các bạn chỉ cầm triple hơi chờ đối với team, một là team vật lý, thứ hai là team băng đó, là quẩy tức bừng vấn khởi luôn. Xong là team chưa hơi chờ là bạn này đánh lửa điện được luôn. À, điện điện thì không đánh được nhưng mà đánh lửa. Còn mỗi tim điện thì hơi từ trước này hơi từ với lại ADN với lại ai ai support điện nữa ta, ai support điện fit à? Fit đúng không? Fit
Thế thì cầm ADN làm DPS à? Không, mình thấy con ADN cầm làm DPS nó hơi hơi củ chuối. Ok. Mọi người thấy nick của bạn Kai như thế nào thì hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết. Và mọi người nhớ nhấn like và chia sẻ video giúp mình. Và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye.